Khải Đăng xin kính chào tất cả quý anh chị, quý cô bác, quý bà con cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Khải Đăng ô tô Hải Phòng các bác nhé. Khải Đăng trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị chị bà con cô bác cùng toàn thể mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ Khải Đăng trong thời gian vừa qua. Khải Đăng nhân dịp ngày đại lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Khải Đăng xin kính chúc tất cả quý vị chị bà con có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Một kỳ nghỉ thật là ấm no hạnh phúc, tràn ngập tình yêu thương của gia đình cũng như bạn bè. Anh em nào chưa đi họp lớp thì đi họp lớp nhé. Tránh trường hợp lái xe uống rượu lái xe, anh em mình có thể thuê taxi hoặc là liên hệ Khả Năng qua đón nhé. Khả Năng số điện thoại 0326062759, sẵn sàng đón tất cả quý vị chị bà con cô bác đi uống rượu say về. Đấy, chi phí thì hơi đắt một chút, còn nếu anh em mà tự động chủ động được thì anh em mình qua cửa hàng lấy một chiếc xe bên em. Đó là một cái vừa ủng hộ xong lại vừa được một chiếc xe đi gia đình, tránh mưa tránh nắng các bạn. Ngày lễ ngày Tết các bác đi thử xe đò, xe đò với lại xe thuê thôi cũng rất là khó khăn. Thì anh em mình thay vì không chủ động được thì biến mình thành chủ động luôn. Anh em mình ủng hộ Khả Năng một chiếc. Tất nhiên rồi, giá cả nó hợp lý là anh em mình đến với nhau. Còn không hợp lý thì anh em có thể xem chỗ khác. Nhưng mà nhà em rất là nhiều xe, mong muốn làm sao anh em mình đến cửa hàng, có thể qua cửa hàng để xem con nào hợp lý thì anh em mình lấy ủng hộ nhé. Hôm nay có anh Giai, anh Tiến người Bắc Giang đang sinh sống làm việc tại Thái Nguyên xuống ủng hộ con ASEAN đời 2018 rất là đẹp đây. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ sang tên bấm biển cho anh. Xem xe mấy phút rồi. Đấy, mấy phút thôi, là chưa được một phút là đã mua con này rồi các bạn. Tất nhiên anh có tham khảo nhiều con nhưng mà đến con này xem đúng một phút mua luôn. Đấy là hợp duyên hợp mệnh như thế đấy các bạn. Đấy. Thế đây quý vị chị bà con anh em mình quan tâm những mẫu xe bên em không được chiếc này có thể qua chiếc khác. Các bác qua cửa hàng anh em mình xem thêm nhé. Đó, đầu tiên thì Khả Năng sẽ gửi lời chúc sức khỏe rồi. Thì bây giờ sẽ chuyển đánh con này ra ngoài kia thôi anh ấy. Đánh ra ngoài đâu, ngoài chỗ cọc rồi thôi. Cả số khung số máy rút. i10 đời 2020 này, chiếc này thì anh em mình trả trước khoảng 100, trả thẳng tầm khoảng 260 anh em nhé. Là anh em mình có thể lấy được luôn i10 2020 này, giá là hơn 270 cơ. Đấy, khách hàng Khả Năng ô tô nhân dịp đại lễ thì có giảm độc lá và rút hồ sơ cho bà con. Đấy, anh em mình để cho anh em sau 260 đâu, rất hợp lý này, đời 2020, màn nước sơn màu trắng nhé. Đây các bác nhìn này, ui dồi, nội thất đẹp lắm, màn hình Android, ghế nỉ nguyên bản. Đấy, tapi tapno rất là đẹp, vô lăng củ số đẹp, gầm bệ chắc chắn, máy nổ êm ru ngay, không nghe tiếng động luôn. Keo chỉ zin, các bác nhìn này. Xe đẹp không một lỗi nhỏ, không đâm đụng va quẹt, không gặp nước, sơn vừa đại tu đánh bóng các bác nhé. Đấy, vừa sơn xong đánh bóng rồi, đẹp nét căng. Dòng này thì có biển vàng, chạy dịch vụ rồi, nhưng mà chất lượng xe còn rất là đẹp. Đấy, giá rẻ, anh em mình quan tâm được thì có thể qua cửa hàng anh em mình xem thêm. Chiếc này bên em hỗ trợ trả góp đến 60-70%, trả trước 100 thôi, còn nợ lại 160-170 bên em bao sang tên bấm biển đổi chủ các bác nhé. Đó, Vios đời 2018 với giá khoảng tầm khuôn 330 cm, 295 triệu. Anh em mình có thể lấy những mẫu như này về đi gia đình hoặc là kết hợp chạy dịch vụ. i10 Vios tiết kiệm nhiên liệu lắm, dòng này 1.2, con này 1.5, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho các anh em mình quan tâm. Một chiếc xe nữa để chở đây, tránh mưa tránh nắng thôi, anh em mình có thể nghiên cứu lấy con Nubira này với cửa tiền 55 triệu. Đó, đời 2003, mà nói thật các bác là với xe máy chục thì nó không bớt được nhiều, nhưng mà giá xe thì nó quá rẻ rồi, chẳng rẻ rẻ hơn đâu. Thì thôi thì anh em mình quan tâm được thì anh em mình qua cửa hàng, anh em mình xem chiếc này với mức giá 58 triệu, để anh em 55 triệu không nhé. Cerato đời 2018 bản đủ, số sàn một chủ từ mới, biển Thanh Hóa, thế tư nhân, mang nước sơn màu trắng này. Chiếc này thì anh em mình đang bán là 370 các bác nhé. Đấy, tất nhiên là tất cả những mẫu xe bên em thì có giảm. Đấy, em chưa rửa, như em mà rửa thì anh nhìn toàn sơn zin luôn. 98% chắc không? Chắc. Tôi bảo 97 thôi. Con này 98 thật đấy các bạn. Nhưng mà chiếc xe siêu lướt đời 2022, phiên bản số tự động các bác nhé. Chiếc xe rất là hợp lý với cái cửa tiền mà anh em mình đang mong muốn này. Và chiếc này thì khả năng đang để cho anh em mình quanh quanh khoảng tầm 480 các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Đấy. Xe mang nước sơn màu trắng mà nó là form mới rồi, mới nhất hiện tại rồi các bác nhé. Đó. Bên cạnh nó là một chiếc xe màu đỏ Kia Soluto đời 2020. Một chủ từ mới, xe xấu sàn, bản đủ, xe gia đình, hàng xuất sắc. Có một con màu trắng nữa, nhà em đang bán mấy con đẹp. Nói chung là cũng cái con xe như này mà anh em có thể bán là 301-302, mua ở đâu đó thôi. Nhưng mà chắc chắn là chất lượng sẽ không bao giờ bằng chiếc này. Chiếc này 4 lốp, 5 lốp của nguyên bản theo xe các bác nhé. Màu đỏ, xịn, không đổi màu, không đâm va chạm, không ngập nước các bác nhé. Không ngập nước, không va chạm, lốp đang hết hơi này. Đấy, nội thất này, nhìn sáng choáng luôn, màu đỏ các bạn. Nói chung là màu đỏ thì nó sẽ phù hợp với anh em mình ra màu nóng, còn nếu mà màu trắng thì nó sẽ phù hợp với rất nhiều người. Chính vì thế màu đỏ thì em có bán rẻ hơn một chút cho anh em mình quan tâm. Các bạn nào quan tâm thì anh em mình ủng hộ Khả Năng nhé. Đang bán là 338 triệu đấy. Để cho anh em quanh khoảng tầm 33, bao sang tiền bấm biển đổi chủ đây.
lọc lá một chút nữa, khách hàng ủng hộ khai đăng. i10 màu trắng thì hôm qua bán một chiếc cho anh em người Thanh Hóa đời 2018 rồi. Đấy, nhưng nó màu trắng, nhưng mà màu bạc thì nó rẻ hơn, để cho anh em 240 thôi. Hôm qua bán 258 triệu bao bảo tên. Nay thì để cho các bác là 240 triệu bao hồ sơ, 248 triệu bao bảo tên các nhé. Đấy, một chiếc xe mang nước sơn màu bạc, sơn zin một chủ từ đầu. Xe gia đình zin hết các nhé. Dòng này một chủ đây anh em mình. Nhiều anh em cứ hỏi biển số đâu thì em cứ quay tem đăng kiểm cho các bác để xem biển nhé. Vì lý do là chủ cũ biển đẹp thế này người ta rút hồ sơ rồi, 14A32668, vì định danh người ta rồi, định danh tên người ta rồi thì người ta phải rút sang tên bấm biển, người ta bấm biển xe mới, nên là anh em mình về sẽ việc bấm biển luôn thôi, bên em bao bấm biển luôn. Đấy, 245 triệu vẫn bớt tí các nhé, nùi tí cho anh em mình. Màu bạc thì nó cũng rẻ hơn màu kia khoảng chục triệu các bạn, nhưng mà nội thất rất là đẹp luôn, xe đẹp này. Đấy, đây 2020 anh em lấy màu trắng này, em để cho 36 thôi, à 26 thôi. Đó, đây Vios đây. Vios nó thật các bác là dòng Vios G đấy giờ đang rất là đắt, rất đắt luôn, chứ không phải bình thường đâu, cực kỳ đắt vì anh em dạy lái mua quá nhiều luôn. Đây là một chiếc xe một chủ tư nhân từ đầu luôn, đời 2017 bản G, bán 380 cơ, 380 cực đắt chứ không phải rẻ nhé, nhưng mà dành cho anh em nào thích cái con này và nó phù hợp với anh em chạy dạy lái. Các bác dạy lái là rất thích cái dòng này, dù đẹp lắm, đẹp như trong tranh ấy các bạn, đẹp như trong tranh ấy. Keo chỉ máy số là không mất một phân nào luôn, keo chỉ zin máy số zin hết, không một lỗi nhỏ, không ba quệt, điều hòa auto số tự động bản G nhé, bản G chứ không phải bản E đâu, E CVT sẽ rẻ hơn, tất cả các mã kính nhìn zin hết, máy zin từ mặt sàn cò, máy trắng nhá. Đó, anh em nào quan tâm cái dòng này, dạy lái đánh lái, đánh lái cả ngày nó không bị bó lái đấy. Chính vì thế nên dòng VSG này nó là cái dòng xe đang sát hạch tại các trung tâm đang trung tâm dạy lái, người ta trung tâm thi bằng lái, cấp bằng lái đấy, người ta dùng cái xe này để làm xe sát hạch. Chính vì thế nên anh em bắt buộc phải mua dòng này để phục vụ cho việc dạy lái nó tốt hơn. Đó, nó phù hợp cho học viên học hơn, nó chuẩn chỉ hơn. Đấy thì anh em mình quan tâm anh em alo cho em đăng. Còn nếu anh em nhiều tiền hơn có thể lấy con VSG này 2020 với cửa tiền 460 các bác nhé, 450 là bán được rồi. Đấy, 450 là anh em mình gặp gỡ nhau trao đổi rồi nhé. Đó, xe đẹp, nét. Tất nhiên là nó đừng lỗi thì nó rẻ lắm, lỗi thì nó rẻ hơn 5-70 triệu. Đấy, còn xe zin đẹp thì anh em mua về cộng vào nó thật các bác đầu tư khoảng 450-450 như này mà không được đến 15 triệu là lỗ các bác nhé, để lâu lâu là lỗ. Đấy. Nhưng mà chiếc xe như này nó thật các bác không bao giờ ế cả. Thì giá cả với lại các khách hàng nó tầm tiền này nó hơi nhiều. Anh em có thể hỗ trợ trả góp, nếu anh em chưa đến xem được thì anh em có thể qua cửa hàng xem thêm. Đây này, con 2022 này, siêu lướt này. Đấy, nhiều bác cứ bảo mua mới bao nhiêu nhưng mà chúng mày bán cũ bán 458 này, dòng này nó không hề rẻ đâu. À, mua mới bây giờ con này vẫn gần 600 ấy. Đấy. 2024 bây giờ mà nếu bản G ấy, cao cấp nhất ấy thì nó phải là 500 mấy nhỉ? 508, 600 còn gì nữa. Giảm thuế cũng phải 508. Đó. Không biết giá chính xác nhưng mà anh em nào mà biết thì có thể bình luận bên dưới. Kia Soluto là một mẫu xe mà dùng chung máy với dòng Accent. Accent thì bán chạy hơn một chút vì form dáng nó cũng nhìn nó đẹp đẹp hơn. Nhưng Soluto thì lại rẻ. Soluto đời 2022 bây giờ bán có 320, 330 thôi. 330 em bao vào tên, 320 em bao hồ sơ các bác. Rẻ không? Một chủ từ đầu, xe đi có 6 vạn này. Hơn 6 vạn. Nốt vẫn còn mấy quả theo xe. Đấy, xe nó cứng đẹp như này đời 2022 màu trắng nữa, một chủ từ đầu nữa. Anh em mua an tâm luôn. Đó, đời 2022 nhá. Chiếc Kia nó cũng là form thương hiệu mới rồi. Đấy, động cơ 1.4, máy số keo chỉ zin. Xe này nó thú thật với các bác là nếu mà đã bán thì bán trong Tết rồi, nhưng thằng em thì nó cứ để nó đi. Thì nó mua hơi cao một chút nên là khách trả rẻ không bán được. Nhưng xe đẹp lắm. Còn đi không hay bán? Không bán à? Bán à? Đấy. Kia thằng đệ chuyên cả số cho bên em, mua con này. Mua con này hôm trong Tết mua 315 triệu. 315 triệu. Giờ nó cứ để nó đi lại thôi. Các bác nào mua thì em để cho các bác 320 rút hồ sơ chắc nó được mấy triệu. Nhưng nó đẹp, nó zin hết các bạn, đi ngon lắm. i10 đây, đời 2022 này. i10 và 320. Thế mua bố con này cho nó xong nhỉ, Soluto hơn nhiều. Nhưng mà i10 này hatchback phù hợp cho mấy ông nhà ngõ nhỏ nhỏ đường hẹp. Đấy, phù hợp thôi. Tất cả chỉ là phù hợp hết. Nếu không phù hợp anh em có thể chuyển dòng khác. Đấy, giá cả nó chênh nhau vài chục triệu là chuyện bình thường. Xe cộ thì nó không biết đâu một lần được. Con nào đẹp đẹp thì em mua cao lên một chút. Con nào vừa vừa thì mua giảm thêm tí, lỗi tí thì nó thật các bác rất là rẻ. Nên là xe cộ ở cái bãi này thì em có phải kiểm tra kỹ càng em mới bán cho các bác, không phải là cái xe nào cũng bán đâu. Bán biết đâu được sau này có vấn đề gì thì bắt đền em chết, đúng không? Mình cứ bán chuẩn, báo chuẩn cho anh em trước khi xuống tiền thì em phải kiểm tra xe một vòng. Vì em là thợ kiểm tra rất là dễ và rất là nhanh, không ngại đâu. Nên là Vios này thì Vios E đời 2016 các bác nhé, màu đỏ xịn.
2016 màu đỏ xịn nhưng máy đen. Máy đen thì giờ đang bán là 289 triệu, bây giờ để cho các bác nên quanh khoảng tầm 270 triệu bên bao vào tin, được chưa? Được chưa ạ? 270 triệu bao vào tin, rất rẻ. Đấy, bao sang tên bấm biển còn có 260 thôi. Đấy, bán được có 260 chứ mấy, còn dọn dẹp nên nó mất 50 triệu rồi. Bây giờ con xe như này thì mua khoảng 24 thì có phải là được có 10 triệu không? Nên mà không 24 thì không mua được. Đây là mẫu xe mà em nghĩ là một chủ từ mới mà đẹp nét căng, màu bạc đời 2020. Đây là phiên bản số tự động Ascend số tự động đời 2020 các bác nhé. Đấy, sơn zin, thân vỏ zin hết gần như 100%. Nội thất tất cả nguyên bản zin 100% thôi. Nét căng, con này mới được có mấy vạn thôi các bạn. Nó được khoảng có 6 vạn rưỡi nhá. 6 vạn rưỡi đời 2020. Keo chỉ máy số em cứ bao zin cho bà con các anh chị luôn, ghế nỉ nguyên bản theo xe. Đấy. Chiếc này không cửa sổ trời nhá, cửa sổ trời thì tầm khoảng 420-430 tùy xe. Đây còn cửa bản này là bản AT thường thôi. AT thì nó tầm khoảng khuôn 400 nên bao sang tên bấm biển cho anh em được. Này. Đây. Đen. Đấy, con này hiện tại đang khoảng tầm 9 cân rưỡi. Nếu ngoan thì để nuôi mà hư thì cân giềng cân sáng. Cân giềng cân sáng. Là vào việc. i10 đời 2016 này. Đấy, màn nước sơn màu đỏ rất là đẹp luôn, động cơ 1.2, sedan 5 chỗ hai đầu. Với cửa tiền chỉ có 220 thôi các bác nhìn này, na đang đúc đủ nhá. Sơn màu đỏ nhá, dán nóc màu đen nhá. Với động cơ 1.2, máy gầm keo chỉ là sơn xi sạch sẽ, nội thất đẹp, màn hình Android đầy đủ. Cái dòng này chạy dịch vụ thì quá ok luôn, màu đỏ mà, 1.2. Nhìn khá là gọn gàng mà sạch sẽ với cái giá tiền thôi. Đó, Click đời 2008 số tự động với cửa tiền 150. Các bác anh em quan tâm anh em mình ủng hộ cái đăng. Số tự động nhá anh em, Hyundai Click nhá, hàng hot đấy, hàng hot luôn. Số tự động đời 2008, giá tiền rất là rẻ cho anh em mình. Một chiếc xe số tự động tập lái cho các bác các chú lớn tuổi một chút, các bác có thể nghiên cứu lên mẫu này. Với máy 1.4 dòng này nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bác. Chiếc này thì khả năng có lên video chi tiết rồi. Anh em mình quan tâm có thể qua Zalo số điện thoại 0326062759. Lưu ý quý vị khách hàng anh chị là cô bác là khả năng thì nó chỉ hạn chế được khoảng 2700 khách kết bạn thôi. Chính vì thế là nó sẽ bị đầy. Đầy thì anh em cứ nhắn tin là khả năng vẫn nhận được nhé. Còn kết bạn đợi là khả năng đồng ý thì nói thật các bác là sẽ không đồng ý ngay được. Còn các bác nào gấp cứ alo cho em đăng. Còn các bác nào chưa gì thì cứ nhắn tin cho em trả lời các bác nhé. Nên là anh em mình quan tâm anh em mình cứ phải alo trực tiếp xong đó nhắn tin cho em thì em trả lời. Chứ còn bây giờ kết bạn đồng ý kết bạn thì nhiều quá không đồng ý được. Các bác có thể qua số điện thoại lữa của Khải Đăng để kết bạn được không? Đấy, 0325606279 nhé. Và 0326062759. Đấy là hai cái số điện thoại, nó khác nhau một số thôi. Các bác có thể alo cho em đăng đều được các bạn. Xpander là một mẫu xe mà 7 chỗ phù hợp cho công nghiệp trải nghiệm vụ hoặc đi gia đình. Màu đỏ này, một chủ từ đầu, lợi thế quá, một chủ từ mới này. Đấy, keo chỉ zin, máy zin. Sơn xi sạch sẽ. Đấy, nội thất rất là đẹp luôn. Dòng này thì có 470-480 anh em mình sở hữu nó rồi. Đấy, em để cho các bác 470, còn 480 em bao vào tin, 470. Anh em mình lấy về đi luôn. Đấy. Đời 2019 nhập khẩu Indonesia. Rất đẹp luôn các bạn. Dòng xe 7 chỗ thông dụng với gia đình nhà mình, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.5. Bán chạy nhất mọi thời đại các bác nhé. Sơn xi đẹp này, màu đỏ nguyên bản. Không đâm đụng va quẹt ngập nước các bạn, xước sát móc méo nhẹ nhẹ thì thôi. Còn đâu là rất là cứng cáp. Máy vẫn di từ mặt sàn cỏ. Khám tới tháng 3 năm 2025. Rất là dài luôn. Chiếc xe này khả năng đang niêm yết giá bán tại cửa hàng là 489 triệu đồng. Có giảm, có độc ná cho khách hàng khả năng ô tô. Khả năng chân thành cảm ơn. Tiếp theo là Kia Morning nhé. Kia Morning đời 2015. Đấy, với giá tiền nó nanh quanh nó chỉ tầm khoảng 170 thôi. Anh em mình lấy về tập lái đi, dòng này rất là bền này. Với máy 1.2 sang tầm khoảng 4.5 lít. Đó, rất là phù hợp anh em ạ. Keo chỉ zin luôn, sơn xi sạch sẽ. Trong ngoài. Bao bấm biển 179 triệu không ạ? Hợp lý luôn. Múa luôn các bạn. Đấy, phù hợp với gia đình nhà mình. Mẫu này thì nó thật ngay là tiết kiệm nhiên liệu. Rẻ. Đi tạm vài năm đổi. Có điều kiện thì mua khác. Chưa điều kiện thì vẫn đi ngon. Bán lại kiểu gì được 140. Đấy, anh đi 1 2 năm bán vẫn được 140. Không lỗ đâu. Kia Morning này các bác này. Biển Quảng Ninh mang nước sơn màu kem bơ đây, rất là phù hợp cho anh em mình đi gia đình này. Một chiếc xe phiên bản số tự động các bác nhé, đời 2011, bản này bản nhập khẩu.
nhập khẩu đời 2011, hôm nay màu nguyên bản theo xe anh, 179 triệu đời 2015. Còn chiếc này thì đời 2011, số tự động nhé, cửa tiền khoảng tầm 230 là đến đường rồi các bạn. Không có màu camber cho anh em mình quan tâm này. Đó. Toyota Vios đời 2018 với giá tiền khoảng tầm 330, này bên ba bấm biển luôn nhé. Đây. Ba bấm biển đổi chủ đây. Xe rất là đẹp luôn đấy. Sơn xi, nội thất rất là cứng cáp. Nội thất đẹp. Mẫu này anh em chạy dịch vụ thì đi gia đình, chạy xe hoa đám cưới các thứ thì anh em mình nên đi dòng này. Nó rộng rãi và bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu hơn. À, tất cả các bạn, nói chung là dòng Toyota, Nissan cũng được, Sunny cũng được, hoặc này Mitsubishi Outlander cũng được các bạn nhé. Accent cũng càng tốt. Nói chung là nếu trong những top những chiếc xe như thế thì có những con này là ngon. Ngon đẹp, sạch sẽ. Đấy, Kia Rio để lâu lâu rồi chán lắm, bán 150. Đó. Một số những mẫu i10 mới về. i10 mới về đời 2015 với giá tiền khoảng 170 các bạn nhé. Tầm 170 anh em mình nhận xe rồi, 2015. Đó, trang bị cả nà đang đúc đầy đủ rồi, sơn xi màu trắng này. Gọn gàng sạch sẽ. À, giới thiệu cho bà con các anh chị một chiếc xe Suzuki XN7, thương hiệu của nhà Suzuki. Đó, với động cơ 1.5, Xpander của anh bố luôn. Con này đi ngon lắm các bạn, đi ngon lắm. Một chủ nữ tư nhân từ mới các nhé. Nữ tư nhân từ mới luôn. Đây, máy số zin từ bàn dàn cò, keo chỉ zin hết 100% thôi. Số khung đây. Số khung rất dễ cà luôn, số máy cũng rất dễ nhìn luôn. Các bác nhìn này. Số khung số máy rất là dễ nhìn, dễ cà luôn. Keo chỉ zin, máy số zin các bác nhé. Cứ đảm bảo cho anh em nhiều tiêu chí luôn. Anh em sai em đền gấp 10 lần tiền. Đấy. Keo chỉ zin, máy số zin, sơn zin gần như 100%. Đấy, sức mỗi tí là được. Mép cabo này, xước tí này. Đấy, còn để nguyên này. Chưa làm gì. Các bác đến các bác chỉ em sẽ làm. Còn bình thường em để nguyên cho các bác nhìn. Con lại bảo là mày sơn lại rồi nó khó nhỉ. Nhiều anh em khó tính thì bảo là sơn lại không lấy đâu. Nhưng mà đây con xe còn sơn zin hết mà màu lâu lâu vàng này, nhìn rất là sang luôn. Nhìn rất là sang luôn các bác nhé. Chiếc này thì em để cho các bác 500 bao vào tên. Em bán 515 triệu. Honda Brio thì mới về, đời 2019 các bác nhé. Một chủ tư nhân từ mới. Chiếc này thì đời 2019 biển Sài Gòn. Chủ một chủ từ đầu. Đấy, xe này thì anh em mình về bấm biển ngay. Bên em bao bấm biển luôn nhé. Bao bấm biển 306 này, đời 2019, số tự động, động cơ 1.2. Nó bằng máy với i10, với Morning, với lại con Wego ấy. Đấy, nhưng mà nó phân khúc nó cảm giác nó cao cấp hơn vì nó là Honda, nó nhìn nó ngon hơn nhiều các bạn. Ngon hơn nhiều luôn. Sơn xi, máy gầm ngon lành cành đào, máy zin tên giàn cò. Bên em sẽ sửa một tí gầm nữa, gầm nó hơi lủng củng. Cục cái rô tuyn, một cái rô tuyn nó hơi kêu một tí thì em sẽ thay. Anh em chấp nhận nhá. Phải những cái việc đấy anh em thường xuyên phải làm. Thường xuyên phải làm luôn. Vì bây giờ không thể có con nào nó cũng đẹp ngay được. Anh em mình về xe cũ rồi anh em hỏng cái gì thay cái đấy. Nhưng mà những cái đấy là cái cơ bản để anh em mình dọn dẹp. Thế thôi. À, Mazda này thì để cho anh em 400 đời 2015 nhá. Còn Atager này em đang để cho các bác khoảng 190 triệu em bao vào tên này. 190 triệu đời 2015 bản đủ nhá. Bao sang tên bấm biển đổi chủ mới. Đấy. Định danh chủ mới nhá. Tiếp theo là Kia Cerato hàng LED siêu phẩm nữa. Mua hơi cao một chút nên là bán cũng cao. Một chủ từ mới. Xe này là ông chủ người Bắc Giang. À, mua chiếc này nhưng mà đang sinh sống và làm việc tại Móng Cái. Mua về chạy dịch vụ nhưng mà không chạy. Bây giờ mới đi được có 67.000 km thôi. Định chạy dịch vụ ngay từ ban đầu đấy. Mục đích là chạy dịch vụ nhưng mà không chạy. Làm kinh doanh nên chính vì thế là anh ấy để đi thôi. Anh ấy đi có 67.000 cây. Vì sao lại nói như vậy? 67.000 cây có chuẩn không thì tất cả các lốp theo xe hết. Tất cả các lốp đều nguyên bản theo xe. Đấy có phải là chuẩn chưa? Đó, chuẩn chỉ luôn nhé các bác nhé. Nội thất này như mới luôn. Vô lăng củ số rất là đẹp luôn. Máy số zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin toàn bộ xe. Cứ xài một đền 100 lần. Đấy. Yên tâm chưa? Mua như thế yên, rất là yên tâm. Con xe này thì em đang bán khoảng 420 bao vào tên nhé. Kia Rio là mẫu xe mà số sàn mà giá rất là rẻ mà em thấy hợp lý, đợt này rẻ. Đời 2014 màu trắng bây giờ chỉ bán có 220 thôi. Đấy, rẻ nhỉ. Màu trắng này, chạy dịch vụ này con này 1.4 rất là phù hợp này. Đấy. Kia Soluto đời 2019 này, chiếc này thì em biển Hòa Bình nhé, đã rút hồ sơ rồi. Biển này em gắn vào để di chuyển thôi. Chiếc này thì mang nước sơn màu xanh, một chủ từ mới, đã rút hồ sơ cầm tay. Anh em bấm biển trong ngày, em bao bấm biển để cho anh em 315 triệu. Bấm biển luôn trong ngày, định danh luôn. Đấy. Tiếp theo là một mẫu Kia i10, i10 đời 2014 mới về bên em. Chiếc này thì nhà em đang để cho bà con các anh chị với cứ cửa tiền là nhanh quanh 160 thôi. Hỗ trợ hồ giấy tờ hồ sơ. À, một số những mẫu xe mới về mà khả năng đang cho anh em chuẩn bị lên sóng đây. Như là chỗ mẫu Corolla Altis này. À, chiếc này thì nó là dòng xe nhập khẩu đặc biệt luôn. Bản đặc biệt. Nó động cơ 1.8 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nam Phi về Việt Nam.
Chiếc xe này thì nói thật các bác là nó là hàng nét, hàng siêu phẩm luôn, màu bạc. Rất là phù hợp cho gia đình nhà mình. Anh em mình, các chú, các bác nào yêu thích cái dòng xe Corolla Antique không nhé. Sơn đằng sau có một chút nứt nứt này, bên em sẽ hỗ trợ sơn lại cho nó đẹp. Còn lại xe này về mất đổ xăng là chạy thôi. Mà xăng nó thì Antique thì nó ăn uống rất là hợp lý thôi. Nó tầm khoảng 7-8 lít trên 100 km. Nội thất rất là đẹp và mới luôn nhé các bác nhé. Xe này, xe cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng này, các bác nhìn này, Nghi Sơn Thanh Hóa này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nào mà lấy được con xe này về đi gia đình cũng hết ý luôn. Độ bền cao và lành nặng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với gia đình nhà mình. Giá thì khả năng đang để cho bà con là 280 nhé, đời 2019 này. Đó, nội thất đẹp, sơn xi đẹp, đèn bi salon đầy đủ hết rồi. Giá tiền cũng rất là ok, phù hợp cho anh em mình đi gia đình, kết hợp chạy dịch vụ. Đi gia đình thôi nhỉ, chạy dịch vụ thì nó hơi tốn xăng, nhưng mà đi gia đình là ok rồi. Và mẫu này thì nhà em đang bán là 268 triệu đồng. Em sẽ nổ máy và ra ngoài kia cho anh em quay, quay lên sóng luôn. Đó, bản đặc biệt các bác nhìn này. Đấy, nó nhìn này, có cruise control này, gầy số vô lăng này. Đấy, nhiều anh em thích cái bản đặc biệt này lắm. Vì này, có nhìn đồng hồ này, đồng hồ điện tử này. Đấy, điều hòa auto này. Rất là nhiều cái ứng dụng thông minh cho một chiếc xe. Đó, em lùi màn hình cam lùi đủ hết này. Màn hình Android luôn, cam lùi rất nét, nét căng luôn. Nói chung về chỉ đi thôi, mà có những con này thì đi ngon lắm, nành bền, đặc biệt là tiết kiệm, đồ nó cũng nành, đồ Toyota nó cũng rất là gì nhỉ, rất là thông dụng. Nhà mày hỏng hóc sửa chữa ở đâu người ta cũng có xe, có đồ cho anh em thay thế nhé. Đó, một số những mẫu xe ngoài này em sẽ lên sóng nốt cho bà con các anh chị này. Các bạn nào quan tâm thì anh em mình có thể qua cửa hàng, anh em mình ngó con này. Đó, rất là ngon luôn. Em Nam Phi mà nó bên này tay lái nó vẫn ở bên này nhỉ. Em chắc nó giống Việt Nam mình. Em tưởng nó ở bên kia cơ. Nhưng mà bên này là ok rồi. Một mẫu xe độc lạ cho anh em mình nữa nữa thôi. Anh em là hợp lý được thì anh em mình ủng hộ. Đây nhá, chìa khóa đây. Về cơ bản nó giống nhau hết, nhập ở đâu thì nhập. Nó giống nhau hết. Xe cộ là giống nhau hết. Có một số option nó sẽ khác biệt, nó thay đổi thôi, chứ còn